Mọi người ơi, mọi người vào lại và chia sẻ lại giúp em với Lào. Em vừa bị đẩy ra rồi nha các chị nhá. Em vừa bị đẩy ra mất rồi. Xin chào tất cả mọi người ơi, cố gắng vào lại và chia sẻ lại giúp em nhá. Em vừa bị đẩy ra chị Lào, chị Lào vịt ngốc nghếch ơi. Chốt cho em màu này không ạ? Nào các tình yêu ơi, các tình yêu vào lại và chia sẻ lại cho em với nhá. Xin chào chị Linh Miu của em nhá. Chị xin chào chị Linh Miu, mọi người ơi vào và chia sẻ lại cho em với nhá. Các tình yêu nhá, cố gắng vào lại và chia sẻ lại cho em với ạ. Em vừa bị đẩy ra nhá, em vừa bị đẩy ra đấy các chị ơi. Các chị là còn theo dõi em không ạ? Còn theo dõi em thì hãy vào lại và chia sẻ lại cho em với. Các chị là set canh mặc đi chị. Em ơi, đợi chị một tí, chị đang mặc thử mấy cái váy này. Điện thoại dở mới mà. Điện thoại đẻo mà. Mọi người ơi vào lại và chia sẻ lại cho em với nào. Mọi người ơi vào lại và chia sẻ lại cho em đi. Xin lỗi mọi người nha. Tại vì là chắc là do ấy nó đẩy em ra đấy. Do mạng kém quá nên nó đẩy em ra. Xin chào chị Vân Anh nha. Chị Vân Anh đã nhận được quà em chưa? Về quê ăn gà đi. Muốn về quê lắm mà không về được. Mọi người cố gắng vào lại và chia sẻ lại cho em. Váy em đang mặc, váy em đang mặc bên ngoài thị trường bán 320.000. Bán 320.000 mọi người chia sẻ cho em. Em sẽ bán cho các chị với giá 260.000. Chất rất là đẹp luôn nhá. Có màu em đang mặc và màu đen nữa nhá. Các chị nhá, các chị có nghe rõ không? Màu em đang mặc và màu đen nữa. Mặc màu đen đi. Ok Hà Linh nhá, sẽ mặc màu đen cho Hà Linh xem. Mọi người cố gắng chia sẻ lại cho em. Chia sẻ lại giúp em với nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ lại. Chị vừa nhận được hàng rồi nhé. Mai chụp ảnh feedback cho Hương nhé. Ok chị Linh chị Vân Anh nhá. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Đây các chị ơi, có màu đen và màu cam. Chỉ còn màu đen và màu cam các chị nhá. Hàng mới về, hàng tay nối nhá các chị nhá. Đảm bảo với các chị là không ở đâu mua được với cái giá như em đang nói. Như em đang bán cho các chị đây luôn. Cái giá thị trường bây giờ nó rất là cao luôn. 320.000, 280.000 em chỉ bán cho các chị với giá 260.000. Chia sẻ like cho em thôi nhá. Các chị ơi, cố gắng chia sẻ like thật nhiều và cho em. Ai lấy màu nào thì comment cho em màu đấy nhá. Nào các tình yêu ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên. Mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên rồi chúng ta sẽ tặng quà cho nhau nào. Mọi người ơi, chia sẻ thật nhiều lên rồi em sẽ tặng quà cho các chị nhá. Chị nào lấy váy em đang mặc thì comment nhá. Các chị nhá. Mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên giúp em với, chia sẻ lại cho em với nha, các tình yêu nha. Chị bao nhiêu cân mặc vừa? Chị ơi, cái dáng này thì chị không phải lo, cứ 60 mấy cân đổ lại mặc vừa hết luôn nhá. 60 mấy cân đổ lại mặc vừa, em 45 cân vẫn mặc ok nhá. 45 cân, 42 cân vẫn mặc ok hết nhá. Cái dáng này thì 60 cân đổ lại mặc vừa nhá, các tình yêu nhá. Mọi người ơi, cố gắng chia sẻ lại cho em với. Mọi người cố gắng chia sẻ lại giúp em với nhá. Chia sẻ lại và săn hàng giúp em với nào. Các tình yêu ơi, cố gắng chia sẻ lại cho em với. Gì nhỉ? Đây nhá, cái này là màu cam, chị là lấy màu cam. Ok Hà Linh nhá, cảm ơn Hà Linh rất là nhiều luôn nhá. Hà Linh còn lấy cái dáng váy này không? Hà Linh còn lấy cái dáng váy này không? Hà Linh có lấy cái dáng váy này không? Chỉ có 240.000 nha các chị nhá, 240.000 ạ. Cái này là do em mặc cái chân váy ở bên trong nhá. Mọi người ơi, cái đen này là do em mặc cái chân váy ở bên trong. Mọi người ơi, cố gắng chia sẻ lại cho em đi. Chia sẻ lại nào. Mọi người ơi, chia sẻ lại và chúng ta sẽ nhận quà nhá, các tình yêu nhá. Đây ạ. Ai lấy màu cam thì con mừng cam cho em nhá. Em sẽ mặc màu đen lên cho Hà Linh xem này. Em sẽ mặc màu đen lên cho Hà Linh xem nha. Màu đen rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng tay nối các chị nhá. Các chị nhá, đừng nhầm hàng nhá. Đừng nhầm hàng. Đừng nhầm từ hàng lọ sang hàng kia nhá các chị nhá.
Đây là len tay nối, đây các chị nhìn thấy chân len nhà em chưa, rất là đẹp luôn. Đây các chị nghe không? Đây nha, màu đen này, màu đen nhung rất là đẹp luôn. Túi nâm của nó rất là mềm nên các chị không phải lo, không phải cứ phải yên tâm đâu. Nhà em luôn là hàng chuẩn đẹp nhất nhá. Đây là màu đen các tình yêu nhá. Áo len đi. Ok, sẽ mặc áo len nha mọi người ơi, mọi người. Ok em nhá. Hà Linh ơi, có lấy màu đen này không? Màu đen túi full nhá. Màu đen nâm full nhá. Đây này, rất là mềm luôn nhá. Cái lưng này rất là mềm luôn. Các tình yêu nhá, không phải lo đâu. Cái gì nhỉ? Len trễ vai à? Em ơi, len trễ vai mặc lên với cái dáng đấy đẹp lắm An Nhiên nhá. Mặc với cái cả set lúc nãy rất là đẹp luôn. Đây, trễ vai của em đây này. Đây nhá. Trễ vai đây em ơi. Đây nhá, trễ vai dáng của nó như thế này này. Mặc với cái chân váy em vừa chốt đi rất là đẹp luôn nhá. Các tình yêu ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên cho em xem đôi. Đôi đen đằng sau với ạ. Chị Trang Bin ơi, đen gì ạ? Cho em xem cái nào ạ. Chị Trang Bin ơi, đen nào ạ? Đây nhá các tình yêu nhá. À, An Nhiên ơi, lấy đi chốt luôn màu đấy đi. Lấy thì chốt luôn cái áo len đấy đi. Áo len đấy bán 200, bây giờ chỉ có 160.000. Không lấy thì hơi phí. Nhớ là phải chia sẻ nhá. Nhớ là phải chia sẻ cho em lấy áo nữa nhá. Ok An Nhiên nhá. Nhớ là phải chia sẻ lại mai này cho chị đi nhá. Đảm bảo với em ấy, mặc với nhẹ cái chân váy là rất là hợp luôn nhá. Mọi người ơi, cố gắng chia sẻ lại cho em, chia sẻ lên chắc lên các nhóm giúp em nhá. Chị nào chia sẻ nhiều nhất thì chất nhung à? Không, không phải là nhung đâu. Đang bảo là cái ai bảo là nhung, nó là váy len mà. Nhìn thấy len chưa Hà Linh ơi, nhìn thấy chất len chưa? Đang bảo là nhìn thấy em không chị? Mình có nhìn thấy vịt ngốc nghếch của mình nha. Vịt ngốc nghếch ơi, có thấy vịt ngốc nghếch? Còn màu cam lúc nãy vịt ngốc nghếch có chốt không? Màu cam túi nông này này, váy xám tay đen kia bao nhiêu chị ơi? Váy xám đấy bây hôm nay sale, đảm bảo với chị là hàng chất len, hàng loại một luôn. Hôm nay sale chỉ còn 200 thôi các chị nhá, sale nỗ vốn em đấy luôn. Cho em cái màu bò. Em ơi, không phải màu bò mà là màu cam nhá. Em ơi, chốt màu cam được không? Chốt màu cam được không? Vịt ngốc nghếch ơi, chốt màu cam được không nhở? Màu cam đấy, vịt ngốc nghếch nhá. Đây là màu cam nhá. Chốt thì lấy màu cam Hà Linh ơi. Còn em màu đen này có lấy không? Em màu đen này có lấy không? Đây nha các tình yêu ơi. Đây này, cái form này. Đây này các chị nhìn thấy chất len chưa? Nói chung chất len nhà em rất là đẹp rồi. Chất len nhà em rất là đẹp luôn nhá. Ok, vì nó mới cho mình xin lại số điện thoại kèm địa chỉ luôn này. Em ơi, cho chị xin lại số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Hình như là Đồng Hương đấy, mình cũng ở ra mình cũng ở Nam Định luôn này. Đúng rồi em. Hương Thảo ơi, Hương Thảo ơi. Hương Thảo lấy gì nhỉ? Hương Thảo vừa chốt đơn có phải không? Có phải Hương Thảo vừa chốt đơn của chị không? Ok nhá, cho chị xin số điện thoại kèm địa chỉ nhá Hương Thảo nhá. Đúng rồi đấy. Em ơi, để tối được không? Bây giờ chị đang live ấy, chị sẽ không tiếp em được đâu. Bởi vì có một mình chị thôi. Tôi bảo nhá. Xin chào Huyền Trang của chị nhá. Chị Hà Linh ơi, có chốt màu đen này không? Màu đen rất là đẹp thôi. Màu đen rất là đẹp luôn. Ok nhá, cảm ơn Vịt Ngốc Ngách nhá. Vịt Ngốc Ngách ơi, nhớ chia sẻ nhá. Các tình yêu ơi, áo em đang mặc, váy em đang mặc này còn màu đen thôi nhá. Còn màu đen thôi ạ. 300 hôm nay chia sẻ 5 lần nhá. Hôm nay chia sẻ 5 lần thì sẽ được với giá 260.000 nhá các tình yêu nhá. Em ơi, cái này 260.000 cơ em nhá. Tay nối còn chất. Tay nối trên đều nè. 260.000 nhá. Tay nối len đây nhá. Đây là len nhá. Đang bảo là nó nhung, có nghĩa là cái nông này nè, cái nông này nó nhìn nó bóng ấy, cái nông này nhìn nó đẹp ấy, chất len hết khổ. Chất len hết các tình yêu nhá. Hà Linh của chị không phải no đâu. Hà Linh ơi, tình yêu không phải no đâu nhá. Là chất len, đang bảo cái túi nhung này nè, đang bảo cái túi nông này nè, nó mềm, nó mịn như nhung luôn ấy. Đây là nhìn thấy cái, đây nhá, không phải là hàng thô hay không phải là hàng gì hết các chị nhá. Cứ yên tâm một câu rằng cứ phải gọi là hàng đẹp nhất có thể luôn.
Chị nào lấy màu đen thì chốt cho em màu đen nhá, để em qua mẫu này. Chị nào lấy màu đen thì chốt cho em màu đen để em qua mẫu nhá, các tình yêu nhá. Chị nào lấy màu đen thì chốt cho em màu đen để em qua mẫu nhá. Chị nào lấy đen thì chốt đen cho em qua mẫu này. Ship COD toàn quốc 30k nhá, ship COD toàn quốc là 30k nhá. Ship COD toàn quốc là 30k luôn nhá các tình yêu nhá. Nói chung là giá lúc nào cũng phải bù cho khách đấy các khách ạ. Bởi vì là ship ý, hàng nó mùa đông nó rất là nặng luôn. Áo mèo bao nhiêu? Áo mèo hôm nay sale là 201 nhá. Hôm nay sale chia sẻ 5 lần là 201, đảm bảo với các tình yêu là chất nên luôn, là chất nên hàng loại 1 luôn các tình yêu nhá. Chị Hoa Nguyễn nhá. Chị Hoa Nguyễn ơi. Đây cái chất nen này này. Đây này, các chị nhìn thấy chất nen chưa? Nhà em không phải là hàng dệt khô nhá. Cửa Chị Dung Nguyễn. Vâng chị ơi, cả ship nhá. Cái váy mà túi nông nông nhỏ đấy thì là được rồi, 240.000 được chưa? Các khách ơi. 240.000 cái này được chưa ạ? Của chị Dung Nguyễn là 240.000 cả ship nhá. Chị Dung Nguyễn ơi, váy của chị ấy. Váy nhung này mà em cũng nùn đấy. Hà Linh ơi, mình cũng nùn mà. Vịt ngốc ngách ơi, chốt lại còn lấy không ạ? Nào các tình yêu ơi. Các tình yêu ơi. Ok Hà Linh chốt đen nhá. Ok Hà Linh chốt đen này. Còn một em này nữa. Có chị nào lấy không? Một em tay nối này nữa nhá các tình yêu nhá. Đây bây giờ em sẽ mặc thử cái dáng này lên. Đây body nhà em cũng có hết cái gì nhá. Gì cái gì nhà em cũng có. Ok em nhá. Trâm Phạm ơi, không biết là do nỗi kiểu gì mà sao ship hàng cho em vẫn chưa nhận được nữa, buồn quá. Gì nhỉ? Hà Linh ơi cho chị số đúng rồi em, cho chị số điện thoại kèm địa chỉ nhá. Hà Linh ơi cho chị số điện thoại kèm địa chỉ nhá Hà Linh nhá. Mọi người nhớ là ship COD toàn quốc là 30k nhá chị Hà Linh. Ok em, 240.000 là chưa ship đâu nhá. 240.000 thì là chưa ship hết cam ạ. Hết cam rồi nhá các chị nhá, hết cam rồi. 240.000 là chưa kể ship đâu nhá, tình yêu nhá. Cái áo này, cái váy này bên ngoài sẽ là 320 đấy các chị ạ. Cái hàng tay nối này vẫn còn một em màu đen nữa, chị nào lấy thì chốt đen nhá. Em là bảo các chị là hàng tay nối này các chị mua giá ở bên ngoài thì sẽ là 320.000 ạ. Đây em sẽ mặc nha. Em sẽ mặc màu đen khác đây nha các chị nhá. Em sẽ mặc màu đen khác lên cho các chị này. Đâu rồi mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên giúp em với nhá. Gì nhỉ? Ok Hà Linh nhá, ở Hà Nội à, ở Hà Nội thì gần mà. Mọi người ơi cố gắng chia sẻ nhiều lên này. Đúng rồi em nhá, đúng rồi. Đây nhá các tình yêu nhá. Đây nhá, váy đen kẻ em đang mặc này, váy đen kẻ chân ren em đang mặc nhá, váy đen kẻ. Mọi người ơi là chất nen nhá. Cái nem nối tay vẫn còn một em màu đen nhá các chị nhá, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên giúp em. Ok em Hà Linh ơi, ok em cứ yên tâm với chị rằng Hà Linh ơi cứ yên tâm rằng chất đảm bảo chất cho các làng luôn, đảm bảo chất cho các làng không phải no nhá, các làng không phải no. Chưa bạn ơi, chưa có nhá. Em ơi chỉ có chân lưới thôi.
Đấy mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em để em không bao giờ em tiếc sót mọi người một cái gì luôn. Mọi người nhá, chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em thì không bao giờ em tiếc sót mọi người một cái gì luôn nhá. Nói chung là hàng của em là hàng loại 1 nhưng mà giá lúc nào nó cũng rất là mềm nhá. Lúc nào nó cũng là giá mềm nhất có thể cho các chị luôn nhá. Các chị ơi, đây nhá, váy váy len nhá, váy len kèm ren đây nhá, váy len này, váy len kẻ kèm ren này. Đây các chị ơi thấy là mặc rất là điệu nhá. Cái dáng này thì nó là dáng suông đấy các chị ạ. Cái dáng này thì nó là dáng suông, chị nào lấy màu đen này, chị nào lấy màu đen kẻ này thì chốt cho em màu đen kẻ, chia sẻ cho em. Chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ cho em thì sẽ được với cái giá là ưu đãi nhất nhá các chị nhá. Đây khi mà chúng ta đai một cái này này, chúng ta có cái đai này này. Đây mình có cái đai nữa thì mình sẽ làm cho cái váy này nó sẽ trở lên một cái dáng váy khác ấy, một cái dáng váy khác luôn nhá các chị nhá. Đấy, cái dáng váy khác luôn này. Đấy các chị thấy chưa, mặc lên là nó mặc dù là suông khi mình kèm đai vào thì nó vẫn là ôm. Đấy. Cái váy len đen này có chị nào đấy không ạ? Cái váy len đen này chia sẻ cho em nhá, chia sẻ cho em thì sẽ được với cái giá là 160.000 nhá các chị nhá. Cái váy len váy len này 160.000 dành cho khách là chia sẻ cho em 5 lần. Ok chưa các chị ơi? Hôm nay em khản, rất là khản giọng rồi, nhưng mà em vẫn cố gắng nói chuyện với các chị nhá, các chị nhá. Em vẫn cố gắng nói chuyện với các chị đấy. Đấy, chị nào lấy màu đen này thì chốt cho em màu đen này nhá, các chị nhá. Chị nào lấy màu đen này thì chốt cho em màu đen này. Em có cả body các thứ nha các chị nhá. Chị nào lấy màu đen này thì chốt cho em màu đen này. Lấy màu đen thì chốt màu đen này em nhá. Đây các chị ơi, đây nhá, đây là cái dáng body nhưng mà kiểu là giả set ấy, nó may rời ra rất là đẹp luôn các chị nhá. Nó may rời ra có cả màu kẻ và màu cam hết, màu hoa. Em ơi đã bảo rồi, mặc nên y nó có xét canh luôn. Đợi chị mặc thì nó hơi nâu. Cho em váy bò lách đi chị ơi, cho em xem váy bò lách đi. À gì nhỉ, váy bò lách hay quần bò lách không? Cho em xem bò lách đi. À đây nhá, đây là váy bò này, váy bò lách này. Gì nhỉ Dung ơi, đảm bảo với Dung luôn. Đây này, đây nhá, đây này, cái chân váy của nó như thế này này em này. Đấy, mặc qua đầu gối luôn nhá Dung nhá, mặc qua đầu gối luôn. Có cái nơ này rất là điệu luôn nè. Có cái nơ có cái nơ này rất là điệu luôn nhá các tình yêu nhá. Quần ok, Dung ơi còn xem không? Đây này, mặc đây nó sẽ như thế này. Đây là chân váy công chúa nhá các tình yêu nhá. Có màu này và màu này. Cái này là có kèm nơ nhá, nơ của Ngọc. Có áo len dáng dài không? Có áo len dáng dài nhá. Có áo len dáng dài các tình yêu ạ. À quần bò lách. Đây quần bò. Đây, dẹp hết những em này đi. Quần bò đây nhá các chị nhá. Một mẫu. Đây nhá. Hai mẫu này. Mẫu thứ hai này. Đây nhá. Đây nhá. Đây là mẫu này. Một mẫu nhá, đây là hai mẫu này. Đây nhá, có đủ size cho các tình yêu luôn nhá. Cái này có đủ size hết nhá. Đảm bảo các chị này chất rất là đẹp luôn nhá. Chị mặc thử đi. Cái gì nhỉ? Ôi dồi ôi, mặc cả. Em ơi, mặc chân váy này nhá, được không? Đây nhá, các chị ơi. Đây nhá, các chị nhá. Còn nhiều mẫu lắm. Để em mặc thử cho khách này tí, cho khách tình yêu của em một tí, cho khách này, khách quen luôn. Khách này mua rất là nhiều lần nhà em rồi, chắc rất là ok luôn nhá. Đợi một tí có yếm không? Bao nhiêu chị ơi? Em ơi cái quần này ạ. Cái quần này chia sẻ 5 lần thì sẽ là giá 200. Ok chưa? Chia sẻ 5 lần thì sẽ là giá 200. Đảm bảo cho em là chất rất là đẹp luôn. Đảm bảo cho em chất rất là đẹp luôn nhá. Chất co giãn rất là đẹp luôn. Có đủ size. Màu như canh mặc. Màu như canh mặc nhá. Ok, màu như canh mặc đây. Ôi giời. Màu
giống như canh mặc à? Em ơi, đây nhá, màu như canh mặc đây. Màu đậm thôi, màu như canh mặc thì chỉ là màu đậm thôi, tia xa ghê. Đâu nhỉ? Đây, màu như canh mặc nhá, là màu đậm hơn thôi. Màu như canh mặc thì là màu đậm hơn thôi, tình yêu nhá. Đây, chị nào lấy quần bò màu gì thì comment cho em nhá. Các tình yêu ạ, chia sẻ, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên cho em. Mọi người ơi, mọi người cố gắng chia sẻ thật nhiều lên nào. Đây, màu như canh mặc đây nhá, của em đây nhá. Đâu nhỉ? Đây, em sẽ mặc thử cả cái set này lên luôn cho các chị nhá. Mặc thử cả cái set này lên luôn này. Mặc thử cả cái set này lên luôn cho khách xem luôn này. Chị nào lấy váy đen em đang mặc thì chốt váy đen em của nhá. Chị nào lấy váy đen em đang mặc thì chốt váy đen em đang mặc nhá. Chị nào lấy váy đen suông em đang mặc nhá. Các chị ơi, đây là váy đen suông ạ. Có ren nhá. Đây nhá, váy đen suông kẻ nhá, 170.000, 160.000 nhá, chia sẻ 5 lần 160.000 nhá. Cái gì nhỉ? Như canh đang mặc vịt ngốc nghếch ơi, như canh đang mặc đấy. Gì nhỉ? Mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên rồi chúng ta chơi mini game một chút cho nó thay đổi không khí đi nhỉ. Chơi mini game tặng áo một chút cho nó thay đổi không khí đi một tí nhá. Mọi người ơi, chúng ta chia sẻ thật nhiều lên. Đạt mốc qua xem nào, đạt mốc qua 80 người xem ok không? Rất là đơn giản rồi. 80 người xem thì chúng ta sẽ chơi mini game tặng váy hay tặng áo nhá. Tặng áo hay tặng váy đều được nhá, các tình yêu nhá. Đây, chân váy công chúa đây nhá. Đây, chân váy công chúa đây này. Rất là bồng bềnh luôn nhá. Dung nhá, rất là bồng bềnh luôn, Dung ơi. Dung ơi, rất là bồng bềnh luôn nhá. Rất là bồng bềnh và đẹp luôn nhá. Mình mặc cái với cái áo này cũng hợp nhá. Chất. Ok, có áo dạ nhá. Em ơi. Chất của nó ấy thì em không phải no đâu. Em nhá. Chất của nó thì em không phải no đâu. Hàng này co giãn nhưng mà độ co giãn của nó vừa phải, không để không phải là hàng mỏng, không phải là hàng chất mỏng nha em nhá. Tem mác chuẩn này, tem mác đầy đủ luôn nhá. Chị ơi, chân váy em đang mặc à? Chân váy em đang mặc là 140.000 dành cho khách chia sẻ nhá. Chân váy em đang mặc là 140.000 dành cho khách chia sẻ. Có màu cái chân váy kiểu này thì có màu em đang mặc là một thêm một cái màu nữa. Dung ơi, Dung ốc ơi. Đây nhá. Có thêm một cái màu nữa đây nhá. Cái chân váy này độ xòe của nó rất là đẹp luôn. Hàng nhà em là hàng rất là bồng bềnh luôn nhá các chị nhá. 48 cân mặc size nào? 48 cân thì em mặc size 27 đi. Dung nhá, 48 cân thì mặc size 27 đi. Dung ơi, 48 cân mặc size 27 nhá. Size 7 hoặc size 8 cho thoải mái. Nếu mà thích thoải mái thì mặc size 8. Váy len nối tay. Còn màu gì? Váy len nối tay thì em chỉ còn màu đen thôi. Em chỉ còn màu đen thôi nhá. Còn đúng một em duy nhất màu đen thôi ạ. Váy len nối tay đấy em chỉ còn một em màu đen thôi. Không có màu đen gì. Không có đâu em ơi. Không có đâu. Không có màu đen. Đào sung ốc đâu nhỉ? Sung ốc ơi, có lấy không? Có màu trắng nữa, màu trắng nhưng mà không có nơ. Màu trắng nhưng mà không kèm nơ nhá. Màu trắng không kèm nơ. Và cái này là có nơ nhá. Đấy, độ bồng bềnh rất là đẹp luôn các tình yêu nhá. Mặc rất là thoải mái. Mặc lên nó cứ phải gọi là xòe. Xòe cực kỳ luôn. Đâu nhỉ? Sung ơi. Sung ơi. Trước. Vậy thì em mặc 28 đi. Vịt ơi, vịt ngốc nghếch ơi, mặc size 28 đi em nhá. Mặc size 28 cho bụng thoải mái đi. Chị nào lấy nào, chị nào lấy cái này thì comment cho em nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Bây giờ em sẽ thay áo khác này. Mặc được á, mặc được mà. Quần sen. Mặc được nhá. Chị ơi, coi ấy cho em này. Coi mẫu ở đằng sau cho em nhá. Dung ốc ơi, có lấy cái set này không? Có lấy cả cái set này không? Mặc được nha. Mọi người cố gắng chia sẻ lên 80 người xem. Chúng ta sẽ tặng váy nhá. Tặng váy cho các chị nhá.
Cố gắng nào, cố gắng chia sẻ mạnh tay nên các chị có muốn nhận quà không ạ? À? Vừa nhận quà mà vừa giá được ưu đãi luôn các chị nhá, tội gì mà chúng ta lại không chơi. Sao lại buồn cười, cái váy này nó trùng má, mặc qua đầu gối nhiều ấy, mặc qua đầu gối nhiều mà, mặc qua đầu gối mà. À, vịt ơi, vịt ngốc nghếch ơi, có lấy thêm quần bò không thì ship cả một thể luôn nhá. Nào các tình yêu ơi, nào chị nào, có chị nào lấy chân váy không ạ? Có chị nào lấy chân váy này không? Chị nào lấy chân váy này không ạ? Không thì em sẽ qua mẫu nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu khác cho các chị xem nhá. Bây giờ em sẽ qua mẫu nhá. Đây. Có váy đây này, có váy đây này. Ok nhá, mấy cái áo áo màu nâu này nữa à. Được rồi nha. Được rồi. Đây bây giờ em sẽ qua mẫu khác cho các chị nhá. Em sẽ mặc áo len thôi. Em thích loại dài cơ. Em ơi, dài quá thì nhìn nó cái tầng ấy thì nhìn nó không được ấy đâu, nó không được điệu mấy đâu. Ok. Để cho em cái màu nâu. Ok nhá. Bây giờ em sẽ thử. Chị làm lấy chân váy công chúa thì chốt chân váy công chúa cho em nhá. Chị nào lấy chân váy công chúa thì chốt chân váy công chúa cho em nhá. Bây giờ em sẽ thử sang cái dáng áo khác này. Em sẽ thử sang cái dáng áo à, em sẽ thử mặc thêm một cái set khác cho các chị nhá. Mặc thêm một cái set mới cho các chị, sự kết hợp của nó rất là đẹp luôn. Đây em sẽ mặc lên một cái set mới cho các chị nhá. Có loại dài như màu kia không chị? À, em ơi là cái gì nhỉ? Ok, chốt cho em nha. Chốt cho em màu nâu nha. Em ơi là cái gì nhỉ? Vịt ngốc nghếch ơi, cái gì em ơi? Em ơi, có màu gì? Vịt ngốc nghếch ơi. Em hỏi cái gì chị không hiểu. Mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên cho em với nào. Đây nha, bây giờ em sẽ mặc lên nha các tình yêu nha. Chốt cho cún phan phan một cái màu nâu này nha. Quần à em, quần hay là chân váy? Quần hay là chân váy? Quần hay là chân váy cái quý em ơi. Đẹp lắm các tình yêu ạ, à. Mua một lần rồi thì sẽ em chỉ muốn bán là bán cho các chị một lần rồi thì sẽ nhớ đến em những lần sau mua quần áo chỉ muốn đến với em thôi, như thế thôi, với em là quá đủ ấm áp rồi. Quá thích luôn các chị nhá, các chị ơi. Cái này này. Đây nhá, đây là một set của nó này, các chị nhá. Đây, một set của em nó này nhá các chị nhá. Các chị có thể sơi vin vào, các chị có thể sơi vin vào nhá. Cái này thì em chỉ còn màu xanh rêu và màu xám thôi. Cái này em chỉ còn màu xanh rêu và màu xám thôi nhá các chị nhá. Là một set luôn nhá. Em có bán rời nhá, có bán rời áo. Nó là một set nhá các chị nhá. Quần bò ý chị. Em ơi quần bò vậy thì ấy mà. Chân váy bao nhiêu? Chị ơi chân váy nào nhỉ? Em ơi chân à quần ha mà. Em ơi quần bò này là dáng dài mà, chứ có phải dáng ngực đâu em. Là dáng dài mà. Chị lấy size 28 cho em, lấy size cho em. Đây nhá các chị ơi, đây là một set đây này. Các chị nhá, có màu xám. Chân váy á, chân váy em đang mặc ạ, à. Chân váy em đang mặc là 160.000 nhá. Các chị tình yêu nhá, chia sẻ cho em 160.000 kèm đai luôn nhá. Chỉ còn màu xám thôi, chân váy em đang mặc là 160.000. Chia sẻ cho em nhá, chia sẻ cho em các tình yêu nhá. Đây các tình yêu này, sơi vin lên, sơi vin vào cũng được mà, cái dáng này sơi vin vào cũng được mà. Cái dáng này sơi vin vào cũng được đấy. Có màu xám, có màu xám, có màu xám và màu xanh rêu em đang mặc thôi các tình yêu nhá. Cái áo này có màu xám và màu xanh rêu em đang mặc là len cổ len lỗ nhá. áo len này hôm nay em sale chỉ có 160.000. Áo len này hôm nay em sale cho các khách nào chia sẻ cho em chỉ có 160.000 thôi các tình yêu nhá. Rất là đẹp luôn. Hàng len lỗ các chị nhá. Hàng len nâu chị nào lấy thì chốt cho em. Có hai màu, màu xám và màu, có hai màu, màu xám và màu màu xanh rêu. 160.000 một em áo. Cả set bao nhiêu? Chị ơi cả set thì là 300 nhỉ? Cả set thì là 300. À đâu? Ồ, cả set
set thì là 300 chị nhá. Nếu mà chị lấy cả set thì sẽ là 300 chị nhá. Cả set như em đang mặc thì sẽ là 300 với giá chia sẻ ạ. Các tình yêu nhá, nhớ là phải chia sẻ cho em. Ok nhá, em lấy thêm nhá. Em lấy thêm này, áo len chị đang mặc bao nhiêu vậy? Áo len em đang mặc là 160.000 dành cho khách chia sẻ 5 lần. Em lấy size 28 à. Ok em nhá, đây là size 28 đây. Em ơi size 28 nhá. Size 28. Mẫu cao bao nhiêu? Em cao 1m55 ạ, 1m55 và nặng 46 cân. Thì em cao 1m55 và nặng 46 cân nha các tình yêu nha. Ok vịt ngốc nghếch nha. Đấy à. Rồi các tình yêu ơi, chia sẻ chưa? Nãy giờ chúng ta vẫn không thể lên được. Mọi người cố gắng chia sẻ một chút đi. Chia sẻ một chút thôi là chúng ta sẽ lên được mà. Chị, áo em đang mặc, áo em đang mặc thì là rồi, ok em, mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên. Áo em đang mặc thì là 160.000 dành cho khách chia sẻ nhá. Cả set thì là 300 thôi ạ. Được rồi em, 48 cân thì mặc size 28 là ok đấy. Chị, mặc size 28 thì là quá vừa đẹp luôn. Nào mọi người ơi, cố gắng chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Chia sẻ đông lên, đông người xem một chút đi. Chị ơi, chị muốn xem quần bò gì ạ? À? Có những mẫu đằng sau này. Đằng sau em đây. Em có để mẫu đây. Đằng sau em đây. Đây, quần bò này. Có mẫu lúc nãy như mẫu lúc nãy nha. Đây, quần bò đây chị nha. Đây, quần bò đây. Chị nào thích quần bò loại hoa thêu này không? Đây hoa thêu em chỉ còn size 28 và size 29 thôi. Hoa thêu này em bán rất là đắt hàng luôn nhá các chị nhá. Nhưng mà hàng hoa thêu này của em là hàng suốt luôn các chị ơi. Hàng suốt nhá. Chị là lấy cả set em đang mặc không ạ? Chân váy em đang mặc là 160.000 nhá các chị nhá. Chân váy em đang mặc 160.000 dành cho khách chia sẻ nhá. Các chị ơi nhớ là phải chia sẻ cho em mới có cái giá như thế. Co giãn chị nhá, co giãn thoải mái luôn, co giãn rất là thoải mái luôn. Co giãn, độ co giãn của nó vừa phải, nhưng không phải là hàng hàng mỏng nhá, hàng mỏng co giãn nhão ấy, không phải hàng như thế. Em ơi, có những cái mẫu quần bò đằng sau đây các chị ơi. Chị làm lấy áo len em đang mặc không? Không thì em qua mẫu nhá. Quần chị vừa cầm ra bao nhiêu? Quần này á em ơi, quần này á. Quần này hôm nay chị sale này. Quần này là hàng suốt luôn nhá các chị nhá. Đây là hoa thêu nhá, đây là hàng suốt nhà em luôn. Hàng này thật sự mà nói ấy là em bán 320, em đảm bảo các chị luôn. Hàng nhà em ấy là hàng suốt, cái quần này là hàng suốt em bán đầu vụ ấy. Đầu mùa em bán 320 nhưng mà hôm nay em xả lỗ vốn. Lỗ vốn cực kỳ lỗ vốn luôn. Là 180.000, được chưa? Chỉ còn size 28 và size 29 thôi. Áo len em đang mặc là 160.000 dành cho khách chia sẻ nhá. Chia sẻ 5 lần nhá các chị nhá. Hàng len nô nhá. Hàng len nô áo em đang mặc nhá. Có màu xám và màu xanh, chị nào lấy thì chốt cho em. Không thì em sang em qua mẫu khác. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Nãy giờ em nói nhiều nó bị khản giọng. Nãy giờ em nói nhiều quá nó bị mất tiếng rồi. Đổi cho em cái vừa cầm ý. Ừ em nhá, đổi này cái vừa cầm cũng được, size 28 nhá. Em ơi cái hàng đấy thật sự là hiếm đấy. Hàng này này hàng suốt luôn. Đảm bảo với em luôn. Chất rất là đẹp luôn, hàng suốt của chị đấy. Nỗ lắm, nỗ nặng luôn. Bán 320 mà. Ship 30k nhá, ship đồng giá COD toàn quốc 30k các chị nhá. Bây giờ em sẽ đổi. Nail body.
Áo len em đang mặc là 160.000 nha, 160.000, các chị nhìn thấy chất chưa? Rất là dày dặn luôn nhá. Các chị nhá, không chơi hàng đều đâu. Em là không chơi với hàng đều đâu. Lạnh vậy mà cứ thay ra thay vào cho các chị là em hơi bị nhiệt tình với các tình yêu ạ, các tình yêu nhá. Nên các tình yêu cũng phải chia sẻ nhiệt tình cho em, chia sẻ nhiệt tình cho em. Đây, áo len đây, áo len nhung đây nhá các chị nhá, áo len nhung dáng crop top một chút. Áo len nhung đây nhá. Áo len nhung này là 220 chia sẻ cho em chỉ có giá 170.000. Áo len nhung này nhá các chị nhá. Các chị ơi nhìn thấy chất nhung chưa ạ? Đấy. Áo len chất nhung mỏng nhưng mà rất là ấm. Nhẹ thôi. Em ơi ship bổng ship COD 30k. Ship COD là 30k nhá. Đây các tình yêu ơi, áo len nhung đây có chị nào đấy không? Áo len nhung giống như cái hàng lượn sóng với hàng có túi đây này, đợt đầu có bán đấy. Đợt đầu bán là đây nhá các chị nhá, hôm nay về thêm đây nhá. Hàng len nhung rất là ấm luôn. Mọi người ơi cố gắng chia sẻ thật nhiều lên cho em một chút nào. Chị làm lấy cái nào thì comment cho em nhá, lấy cái màu nào comment cho em. Lấy cái màu nào thì comment cho em với. Em sẽ mặc nha, em sẽ mặc các chị muốn mua gì ạ? Các chị bây giờ muốn mua gì nhỉ? Đây nhá mọi người ơi, lấy cả xe tâm. Đây, áo khoác đây, áo khoác này em còn màu cam và màu tím. Màu cam và màu tím hôm nay em xem 280. Hôm nay em xem 280. Em rất là bực mình với khách này là đặt hàng chỉ cho sang màu thôi, vô ý thức. Em rất là bực mình với những khách vô ý thức đặt hàng sang màu mà không lấy hàng nhá. Nên là hôm nay em sale mẫu vốn này 280.000. 280.000 dành cho khách nào chia sẻ nhá. 280.000. Ok. Cái gì nhỉ, váy len. Quần bò like sau áo mèo bao nhiêu chị? Em ơi quần bò này à, quần bò này chia sẻ là 200 nhá. Chia sẻ sẽ bán với cái giá 200 nhá. Bán giá 200 nhá. Bao chất cho mọi người luôn nhá các tình yêu nhá. Chất rất là đẹp luôn nhá. Chất rất là đẹp luôn. Quần bò đồng giá 200 thôi. Đây áo khoác đây nhá các tình yêu nhá. Áo khoác này có cả màu cam luôn nè. Áo khoác này có cả màu cam nữa nhá. Áo khoác này có cả màu cam nữa nhá. Chân váy em đang mặc là 160 ạ. Chân váy em đang mặc là 160 kèm đai nhá. Các chị ơi kèm cái đai này nhau luôn nhá. Có xẻ ở dưới ạ, có xẻ ở dưới nhá. Có xẻ ở dưới nhá các tình yêu nhá. Có màu xám thôi, chỉ có mỗi màu xám thôi. Mọi người ơi cố gắng chia sẻ thật nhiều lên cho em. Ôi dồi ôi, đau họng quá. Chị là lấy áo khoác này 280.000 dành cho khách chia sẻ. Em đảm bảo các chị là hàng loại 1 luôn. Rất là ấm, cái thời tiết hôm nay quá là lạnh rồi. Em xem màu cam ok chị nhá. Màu cam đây nhá. Chị nào lấy màu tím thì chốt cho em màu tím nhá. Ok Huyền Trang nhá, chị đã nhận được tin nhắn của em rồi. Ai lấy màu tím thì chốt cho em màu tím. Có cam, cam thì có cam. Em rất bực mình với những cái khách vô ý thức luôn. Các chị nên là các chị nhớ là đặt hàng thì phải lấy hàng nha. Đầu đầu bạn. Chị Giang Nhọn ơi màu cam đây nhá. Đây. Màu cam này rất là đẹp luôn này. Đây nhá, màu cam đây nhá. Mình không có nhá. Nếu mà màu đen thì mình không còn nhá. Đây nhá, các tình yêu nhá. Đây nhá, màu cam đây. Mũ có thể tháo ra được. Mũ có thể tháo ra được nha. Đây.
Đây, ai lấy màu cam thì chốt cho em màu cam. Ai lấy màu cam thì chốt cho em màu cam. Chị da nhọn ơi, có lấy không ạ? Màu cam này rất là đẹp thôi, 280.000 chúng ta có thể tháo được cái, tháo được cái cổ này ra nhá. Có thể tháo được cái cổ ra đấy. Có thể tháo được cổ ra mà. Ôi. Chị Giang Nhọn có lấy không ạ? Chị ơi, cái màu cam này nhá, rất là đẹp. Nhà em là khóa khóa nhựa cùng màu nhá, nhưng mà đây là hàng khóa, không phải là hàng khóa nhựa mà nó dễ bị gãy đâu ạ. Đây cái mũ của nó đây. Các chị thấy chưa, mũ mũ hàng loại 1 lúc nào cũng bồng bềnh. Chị Giang Nhọn cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Lấy màu cam á chị, các chị ơi, cái áo này vẫn còn màu tím, chị nào lấy màu tím thì chốt cho em màu tím á. Màu tím cũng rất là đẹp luôn. Chị Giang Nhọn cho em xin số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Mọi người ơi, đây này, thấy chưa, chất của nó bên trong như thế này cơ mà. Em ơi cho chị luôn số điện thoại kèm địa chỉ ở đây nha. Bao nhiêu khách chốt rồi nên em không phải no đâu. Bao nhiêu khách chốt rồi nên em không phải no nhá, không phải no gì cả. Không phải no gì hết em nhá. Nếu mà lấy thực sự lấy thì chốt cho chị luôn ở đây luôn. Da nhọn ơi, có nghe thấy không nhỉ? Nếu mà thực sự lấy thì chốt luôn ở đây nhá. Chỉ có 280.000 một em thôi, quá là lẻ luôn. Chỉ bằng một cái váy thôi là chúng ta đã có một cái áo khoác rồi. Ok em nhá. Ok em nhá. Rất là đẹp luôn này. Các chị ơi, nhớ là đặt hàng là phải lấy hàng, đừng mà vội thúc nhá. Chị làm mà vội thúc thì em sẽ up hết lên page. Được rồi em ơi. Được rồi, tại vì là chị ấy, chị bị, tại là chị bị hàng giọng ấy, chị sợ mọi người không nghe thấy thôi, chị sợ mọi người không nghe thấy chị nói thôi. Chị sợ mọi người là không nghe thấy chị nói ấy. Nên là chị sợ là như thế. Cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam quá nhiệt tình nên là hôm nay mất hẳn giọng luôn. Hôm nay mất hẳn giọng luôn ạ. Các tình yêu ơi, đây nhá, các tình yêu nhìn này. Áo khoác da trần trám nhá, có đính nhá. Có đính này, có đính, cái này là đính hẳn vào áo luôn này. Chia sẻ lên trang cá nhân được không? Ok, có chia sẻ lên trang cá nhân được nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân thì sẽ được mua một cái giá rất là ưu đãi nhá. Chị ở đâu? Mình ở 162 đường Cầu Diễn, Hà Nội nhá. Đây các tình yêu ơi, đây nhá, hàng áo da. Hàng áo da này, hàng áo da này này. À, nhớ đến hàng áo da, em cũng còn một em áo da nữa. Mỗi lần em nhìn những cái áo da này, em lại nghĩ đến những cái khách mà khách vô ý thức nên em rất là buồn. Áo da khoác bomber trần trám nhá. Phạm Hưng Thảo, chị chị đã gửi hàng cho em rồi em. Chị đã gửi cho em rồi, em chưa nhận được à? Chị đã gửi cho em rồi. Em ơi, chia sẻ lên các nhóm thì chúng ta sẽ được nhận quà nha. Chia sẻ lên các nhóm, bởi vì sao? Trên trang cá nhân thì nó cũng chỉ là một phần gì thôi. Còn chủ yếu là trên các nhóm. Chủ yếu là trên các nhóm nha. Đây nha, áo khoác nha, áo khoác phao. Áo khoác phao trần trám nha, các tình yêu nha. Áo khoác phao trần trám rất là đẹp luôn. Áo khoác phao trần trám này rất là đẹp luôn nha. Mọi người ơi, đây là khóa đồng nha. Cái khóa này này, cái khóa đấy, các chị thấy chưa? Nó thiết kế rất là đẹp luôn. Có... dạ có ạ, có váy len suông nhá chị ạ, có váy len suông như như lúc đầu em đã mặc đây, váy len suông như lúc đầu em đã mặc nhá. Đây em sẽ qua cho các chị xem. Chị nào lấy áo khoác bomber trần trám này comment cho em. Hôm nay em sale, hôm nay em sale cái áo khoác da này 320.000 dành cho khách. Em đã bán 480.000 nhưng mà cái khách kia nó vô ý thức quá nên là nó đã giả lại hàng em rất là bực. Em định cho nó lên Face đấy, em định cho nó lên Facebook đấy. Đây nhá, chị ơi, có váy suông như thế này này. Có váy suông nhá, có váy suông. Cái hàng này rất là hot nhá. Cái hàng này rất là hot trên thị trường. Chất len của nó rất là đẹp luôn. Các chị không phải lo.
các chị không phải lo nhá. Đây hàng len suông này cũng rất là đẹp này, hàng len suông phối len này, phối len ở chân nhá, rất là điệu luôn. Em đã vừa mặc lên rồi, em sẽ mặc lên cho các chị xem. Đây nhá, các tình yêu nhá, đây. Chị ơi đây nhá, đây, đây. Các chị có muốn xem, các chị có muốn xem body hay là gì đó không? Đây hàng lên xuông túi nông này, hàng lên xuông túi nông này. Chị ơi váy xuông nào ạ? Váy xuông kẻ thì là 160.000, 160.000 dành cho khách chia sẻ 5 lần. Váy xuông kẻ là 160.000 dành cho khách chia sẻ 5 lần. Còn váy xuông ghi thì sẽ là 200.000 nhá. Váy xuông ghi là 200.000 các chị ạ. Còn váy xuông túi nâm ấy, cái váy xuông túi nâm lúc nãy thì là 201 nhá. Chia sẻ 5 lần cho em. Em đảm bảo các chị là các chị không mua ở đâu với cái giá quá đắt rẻ như thế này. Hàng vừa rẻ vừa chất lượng nhá. Chị làm lấy gì thì comment cho em. Đây các chị thấy chưa, da của nó rất là đẹp luôn này, rất là mềm da luôn mà ấm nữa, vừa chất vừa ấm, vừa chất vừa ấm. Cho em chị Hoa Nguyễn ơi, chị lấy gì ạ? Chị ơi chị lấy gì ạ? Chị muốn lấy gì thì chốt luôn trên đây cho em nhá. Em có rất nhiều tin nhắn em chưa trả lời hết. Em có rất là nhiều tin nhắn em chưa trả lời hết ạ. Mấy ngày hôm vừa rồi mê bóng đá quá. Mấy ngày hôm vừa rồi mê bóng đá quá. Đây nhá, em sẽ nói giá rõ giá. Cái dáng này em đã vừa mặc lên rồi các chị nhá. Cái dáng này em vừa mặc lên rồi, 201 này. 201 dành cho tình yêu là chia sẻ cho em 5 lần. Cứ như thế mà tính thôi. Không chia sẻ thì chúng ta cứ tăng lên 30.000 cho em. Cái này là 160.000 nhá. Cái này 160.000 và cái hàng này là 200. Đảm bảo với các chị là chất rất là đẹp luôn nhá. Cái hàng suông này các chị nằm mầm mầm một chút mặc rất là đẹp. À khoác đỏ bao nhiêu? Chị ơi có áo khoác nào đỏ đâu ạ? Chỉ có áo tím thôi, chỉ có áo tím thôi, hay là áo khoác ấy. Chỉ có áo tím thôi hay là áo khoác hay là áo khoác len, hay là áo khoác ấy, áo khoác da. Chị gì nhỉ? Chị ơi lấy cái gì thì chốt luôn trên đây đây. Rồi em hứa em sẽ trả lời inbox của chị. Chị Dương Thu Hoàng ơi, chị có lấy váy len suông không ạ? Chị ơi chị có lấy váy len suông không? Nói chung là những cái dáng suông này mặc lên rất là đẹp luôn chị nhá. Những cái dáng suông này mặc lên rất là ok luôn. Bây giờ em chỉ muốn thử áo thôi. Các chị có muốn xem áo len nữa không? Chị Thu Hằng ơi, chị có nghe thấy không ạ? Đông Ngọc Ánh, Ngọc Ánh, hello. Gì nhỉ? Khoác đi chị. Ok, áo khoác này á. Áo khoác đằng sau á, áo khoác đằng sau đấy là 320.000 nhá các tình yêu nhá. Lên dài đi chị. Áo khoác đấy là 280.000. Áo khoác đấy là 280.000 nhá. Em vừa mặc lên rất là đẹp rồi. Đây nhá, còn hàng này là 320.000 này. Hàng này 320.000 chị làm lấy hàng à. Gì nhỉ? Khàn giọng quá rồi, khàn giọng quá rồi, sắp không nói nên lời nữa rồi. Chị nào mà muốn xem ý, thì chốt luôn cho em, muốn lấy hàng thì chốt luôn cho em. Không là em không nói được là em sẽ không cố gắng được nữa, là em sẽ xuống thôi. Em không nói được thì em sẽ xuống thôi. Đây áo khoác này, dành cho cái chị làm cacao một chút. Áo khoác này này, dành cho chị làm cacao một chút. Tà bun. Áo khoác tím á. Áo khoác tím á, nàng ơi. Gái ơi, có phải áo khoác tím không? Có phải áo khoác tím không?
áo khoác tím hay áo khoác nào? Đây nhá, áo khoác đen này hôm nay xả nhá. Áo khoác đen này chỉ có 200 thôi các chị nhá. Ok chưa? 200, hàng khóa đồng hẳn hoi mũ mã đầy đủ. Hàng khóa đồng hẳn hoi mũ mã đầy đủ, nông mũ đầy đủ luôn. Hàng mũ đen này 200 thôi. Các tình yêu nhá, mũ đen này chỉ có 200 thôi. Đấy, các chị thấy chưa? Đi đường ấy siêu ấm luôn. Các chị nhá, đi đường cứ phải gọi là siêu ấm luôn. Đi đường cứ phải gọi là siêu ấm luôn nhé. Áo khoác màu trắng 200 thôi. À đúng rồi Hà Linh ơi, cái áo khoác này chỉ có 200 thôi. Khoác đi đường nha, khoác mặc chơi đều ok hết. Đấy là đây nha, có cái nơ nơ ở đây. Chị nào lấy cho em màu đen này thì chốt cho em màu đen nhá. Giọng của em không nói được nữa rồi. Chị nào lấy màu đen thì chốt cho em màu đen này. Áo khoác màu trắng nào nhỉ? Chị ơi, áo khoác màu trắng nào? Hà Linh ơi, có lấy thêm em áo khoác đen này không? Có mấy mẫu khác? Có, em có rất là nhiều mẫu nhá các chị nhá, có rất là nhiều mẫu luôn. Hà Linh ơi, đây này, để ý chưa? Khóa đồng hết nhá. Nói chung là độ dày thì cũng là khá là dày luôn. Nhưng mà chỉ có 200 thôi. Xả hàng mà sale, gọi là phấn khởi trong cái không khí của cả nước. Hà Linh ơi, có lấy không? Có chị là lấy màu đen em vừa mặc không? Rất là đẹp luôn đây nhá các chị ơi. Đây này, các chị nhìn thấy chưa? Màu đen em vừa mặc lên đấy, có 200 thôi. Chị nào lấy thì chốt cho em màu đen nhá. Chị làm lấy thì chốt cho em màu đen nha. Em khản giọng quá lâu em không nói được nữa, chắc bây giờ em sẽ xuống á. Có chị làm lấy không? Cái màu đen này thì chốt cho em nhá. Hà Linh, nếu mà Hà Linh lấy thì chốt, hoặc là gọi điện thêm cho tớ nhá, để tớ gửi cùng với cái đơn đấy cho Hà Linh nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi live của em, và xin cảm ơn các khách đã chia sẻ. Bây giờ em sẽ chốt em sẽ chốt đơn và trả lời hết tất cả các tin nhắn của khách nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.